Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục với phần phụ kiện. Về phụ kiện đi kèm theo máy ấy, thì nó có mấy cái thứ như thế này. Trước hết là trong một cái bao phụ kiện ấy, thì nó sẽ có cái tháo chỉ này, rồi là các cái cây vít, một để mở vít, thay kim, rồi thay chân vịt, rồi là vít tháo cái nắp tre phía trên đó để chúng ta có thể là lấy cái trao suốt ra suốt dưới đó. Rồi chúng ta vệ sinh đó. Rồi kèm theo nữa là các cái chặn chỉ đó. Rồi là cái kéo để cắt cắt chỉ dư chỉ thừa đó. Rồi cái kim 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 máy, rồi là một cái cuộn chỉ. Còn chỉ này là cũng khuyến mãi, chỉ này là chỉ suốt dưới á, của Brother kèm theo. Rồi còn có thêm là hai cái khung, khung thêu hay là cái khung căng vải á, thì cái khung nhỏ có kích thước là 10 x 10 cm, cái khung lớn á, có kích thước là 16 26 cm. Và đi kèm theo cái khung thì nó có các cái miếng mica, nó gọi là cái miếng để căn chỉnh vị trí của cái mẫu thêu trên vải. Thì cái này tôi sẽ hướng dẫn sau. Tiếp nữa là có các cái cuốn sách, thì có 3 cuốn. Đầu tiên là cái cuốn hướng dẫn nhanh cái cách sử dụng cũng như cái thao tác cơ bản ban đầu để chúng ta có thể là làm quen với máy. Chúng ta có thể đọc trong này là chúng ta có thể là nắm bắt được cái kết cấu cơ bản của máy, các cái chi tiết cũng như là các cái bước ban đầu. Cái cuốn thứ hai ở đây á là cái cuốn hướng dẫn vận hành. Người ta vận hành thì cái cuốn này là do là máy được lắp ráp tại Việt Nam, do vậy cuốn này cũng được in tại Việt Nam. Tuy nhiên thì nó là cái bản tiếng Anh thôi, không có bản tiếng Việt. Thì ở trong này nó cũng có những cái nội dung, thứ nhất là hướng dẫn chúng ta sử dụng ban đầu, rồi là những cái hiệu chỉnh trong quá trình thêu, cũng như là cái công tác bảo trì ở phía cuối. Thì cái nội dung của nó thì cũng có rất là chi tiết, chúng ta có thể đọc ở trong này và thực hiện, in màu rất là rõ ràng, rất là cẩn thận. Cái cuốn thứ ba, cuốn thứ ba là cái cuốn các cái hình mẫu thêu. Thì cái này nó dạng như là cái catalog về các cái mẫu thêu ấy. Thì những cái mẫu này ở trong máy nó có sẵn hết rồi, tuy nhiên người ta in ra một cái cuốn như này để chúng ta tra cứu cho nó dễ. Thì ví dụ một cái mẫu số 11 này, thì ta thấy là nó có cái bảng bên cạnh ấy, phía dưới ấy, là nó đề là 41 phút, cũng như là số lượng màu, bao nhiêu màu, trình tự như nào đó, rồi kích thước cái mẫu thêu như nào đó. Thì để cho chúng ta biết được là cái mẫu thêu này sử dụng cái khung nào đó. Mẫu số 15, mẫu số 16 vân vân, trong trong này thì là đầy đủ hết các cái mẫu này. Và cái mẫu này thì nằm sẵn sẵn trong máy nhá. Trong máy mặc định chúng ta mua là nó có rồi. Thì đó là những cái cơ bản về cái đi kèm theo máy. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng chúng ta cũng có thể là mua thêm những cái vật dụng mà chúng ta cảm thấy mà cần bổ sung. Ví dụ đây tôi cũng có mua thêm là một cái kéo này, một cái gấp chỉ này, là với hai cái cây cọ để vệ sinh máy, rồi một cái viên ngắn nữa.
Những cái này quá trình sử dụng thì thiếu đừng mua thôi. Thế thì cái gắp chỉ này á, thì ta dùng để hỗ trợ trong quá trình là xỏ chỉ. Thế thì cái máy này là cái máy xỏ chỉ tự động. Tuy nhiên thì trong quá trình thao tác chúng ta cũng nên dùng các cái cây gắp chỉ để nó đảm bảo cho cái an toàn. Cái bộ tự động của nó ở đây là nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta gài chỉ này, kéo cái cần bên này xuống này, nó có cần bên hông rồi này, đó, ta kéo xuống thì nó sẽ xoay và nó móc chỉ vào cái lỗ kim đó, như vậy à. Rồi xong, cái vấn đề sâu chỉ là tôi sẽ hướng dẫn trong cái video kế tiếp. Vé không căng vải thì đi theo máy ấy, chỉ có hai cỡ, nhưng mà trọn bộ của nó thì có tới 4 cỡ, thì chúng ta có thể mua thêm. Đấy, cái cỡ nhỏ nhất ấy, là 2 x 6 cm, cỡ nhỏ thứ nhì đây là 10 x 10, cái này đi kèm theo máy. Cái thứ ba là 13 x 18 cm, và cái thứ tư là 16 x 26 cm, thì cái lớn nhất này cũng đi kèm theo máy. Thì kèm theo mỗi cái khung đó thì nó có một cái miếng mica có đánh dấu trên đó để chúng ta canh chỉnh các vị trí của mẫu thêu trên vải. Thì cái giới hạn thêu của nó nằm trong cái ô vuông lớn á, cái mẫu này. Ở trên này là cái phần giá đỡ chỉ, thì chúng ta phải mua thêm rồi, chứ cái này nó không có nhé, trong máy nó không có cái này. Hàng này thì là cũng tạm ổn nhưng mà tương đối rồi, nhưng mà nó vẫn còn chưa ưng ý lắm, lý do là nó còn hơi yếu mong manh, ví dụ như là ta lúc lắc một tí thì nó như thế này đó. Tuy nhiên thì bằng thép sơn tĩnh điện thì là cũng khá là bền, về mặt kết cấu thì nó được, về mặt sản xuất độ sắc sảo thì nó được, tuy nhiên về cái độ cứng vững thì nó chưa được, chưa ổn, tại vì cái tôn này mỏng. Nhưng mà đây cũng là cái loại mà tôi thì đây là giá này năm, tất nhiên là trong quá trình chúng ta có các mẫu khác nhau thì có thể nó có sẽ có những cái số lượng chỉ nhiều hơn thì bắt buộc nó có chúng ta phải thay rồi. Còn xếp sẵn lên đây như này là có khi chưa chưa đủ đâu, tại vì máy này là máy một kim mà. Do vậy là chúng ta sẽ phải là thao tác là thay chỉ nó phù hợp với cái mẫu theo. Thế thì sơ bộ giới thiệu với mọi người cái dòng máy này như vậy, và tôi đã sử dụng nó rồi thì thấy cái mẫu này là nó chuyên thêu và cái khả năng của nó là có cho những cái bản thêu là rất là đẹp. Hôm nay tôi xin kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Tôi sẽ chia sẻ về việc sử dụng máy.